Chào tất cả các bạn buổi sáng. Sáng nay trời rất là đẹp. Hôm qua thì trời mưa, một trận mưa rất là lớn ở Đắk Hà, Kon Tum. Thì các bạn biết mùa này mà ở Tây Nguyên mà mưa thì đúng là mưa vàng, mưa bạc luôn. Khi trời rất là mát mẻ, bà con đang trồng cà phê rất là nhiều và rất là cần nước. Thì hôm nay là Tết rồi, gần Tết rồi. Thì bà con sẽ không cần phải tưới nữa mà kéo máy về, gọi là nghỉ sớm. Bình thường bà con làm cà phê thì chắc phải tưới đến ngày 30 Tết á. 30 Tết xong kéo về đến nhà thì là chỉ làm đón một cái Tết cho có thôi. Bà con rất là vất vả. Còn ở vườn mình thì cái hệ thống tưới thì hệ thống tự động hết rồi. Nhưng mà sau một đêm trời mưa thì trời đang rất là đẹp các bạn ạ. Trời đang rất là đẹp. Những bông hoa đầu tiên của mùa xuân này đã nở này. Những bông hoa đầu tiên của mùa xuân này. Đây các bạn. Rất là nhiều anh em bạn bè hỏi nó, anh Việt ơi có kịp không? Trời ơi sao đây nó nhỏ vậy? Tại vì cách đây 3 ngày là không thấy một bông hoa nào hết các bạn. Không thấy một bông hoa nào hết. Còn bây giờ thì nó đã nở rất là nhiều rồi. 3 ngày trước vẫn chưa thấy, nụ thì nó đang còn rất là nhỏ như thế này. Nó nhỏ xíu như vậy thôi. Còn bây giờ thì nó đã nở rực rỡ rồi. Để đón chào những vị khách đầu tiên, những người đã sắp xếp xong công việc gia đình, công việc cơ quan. Để họ đi du xuân thì đây là một cái vườn hoa rất rất là nhiều hoa. Các bạn này, năm nay sẽ có hai loại hoa chủ đạo. À, trên này thì cái cây lâu năm rồi. Trên này là một cái cây đào mây mà mình đã cố gắng phát triển thật là nhiều cho cái khu vườn này. Còn phía dưới thì vẫn vậy. Một trong những cái bông hoa, đây, những bông hoa rất là to luôn các bạn. Một trong những cái hoa nó tạo nên một cái hình ảnh chung của cái vườn này đó là hoa sao nhái. Hoa sao nhái. À, đang chuẩn bị nở mãn khai các bạn này. Người ta gọi là nở rộ đấy. Wow, bông nó rất là to, các bạn xem này. Nó to như cái bàn tay luôn. Rất là đẹp. Phía trên thì đào mây cũng bắt đầu nở rất là nhiều. Đây các bạn có thể nhìn này. Đào mây nở rất là nhiều luôn. Nếu mà từ xa nhìn tới thì nó rực lên một cái khu vườn. Rất là nhiều đào mây nở trắng, trắng toát luôn. Đây, bên này là những cây mà đã nở được khoảng 2 tuần rồi. Đây, những cây này đã nở 2 tuần rồi. Và nó còn khoảng hơn 1 tháng nữa nó mới hết hoa các bạn. Cái cây này thường bà con mình chỉ trồng hàng rào thôi. Lên Tây Nguyên, đặc biệt là lên Kon Tum thì các bạn sẽ thấy nhiều cái cây này. Nhiều cái hoa này lắm. Đây là một cái cây bản địa. Mình rất là thích cái câu chuyện bản địa này. Tại vì mình đang làm những cái cái không gian ở đây. Một cái hình ảnh những cái thứ nó thân quen. Giản dị mộc mạc thôi. Cho nên những cây bản địa mình sẽ ưu tiên hơn. Còn phía dưới này là một cái cây để tạo cảnh quan này. Tạo cảnh quan. Sắp tới thì ở phía sau vườn kia là một cái vườn hồng ri. Hoa tuy điệp sẽ rất là đẹp. Năm nay hoa tuy điệp sẽ kéo dài hơn hoa sao nhái. Đó, hoa này đã nở rất là đẹp. Vì một cái trận mưa tối hôm qua cho nên hôm nay bầu trời đang rất là rất là mát mẻ, rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Cảm ơn bạn Trương Hà Hoài Như nghe. Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng. Nó những cái chân máy. Buổi sáng thì Việt hay đi các cái góc vườn đẹp đẹp, Việt quay. Quay về một số cái nội dung để làm TikTok các bạn, làm video ngắn. Trong năm tới đây thì Việt sẽ làm khá nhiều video ngắn để giới thiệu về khu vườn này cho các bạn. Tại vì hồi giờ thì các bạn cũng thấy rất là ít video về vườn đúng không? Khá là ít. Nhưng mà trong năm tới đây thì Việt sẽ làm nhiều hơn. Làm nhiều hơn và bắt đầu nó có những cái nhóm nội dung. Wow, chỗ này đẹp quá. Mặt trời đang ở phía sau màn hình của các bạn. Chính vì vậy cho nên là cái hoa này là nó có cái tính hướng sáng các bạn. Mặt trời đâu thì nó sẽ hướng về ở đó. Và bây giờ thì đang rất là đẹp này các bạn. Các bạn có thể là chụp ảnh màn hình nữa. Cảm ơn Thùy Ngân. Vâng, cảm ơn bạn Sitako Mayo. Đang rất là đẹp. Con đường mình lát bằng một số cái miếng bê tông giống những cái cục đá như thế này. Ở đây thì nhiều gỗ các bạn ạ. Gỗ thì nó trôi theo sông về. Rất nhiều gỗ ở đây đều là cái gỗ trôi sông hết. Đó, mình làm thành những cái bàn uống cà phê nho nhỏ trên những cái đường đi như thế này. Còn đá thì ít cho nên mình làm đá nhân tạo. Đá nhân tạo. Còn trên này là hoa. Rất rất nhiều hoa đào mây luôn. Hy vọng rằng là Tết này chúng ta sẽ gặp nhau tại vườn hoa Con Trang Long Loi. Vườn hoa đang chỉnh trang lại
những cái hạng mục cuối cùng. Thực ra thì năm nay không can thiệp nhiều, chỉ chỉnh trang lại thêm những cái phần như thế này, những cái bàn ngồi uống cà phê chiêu chiêu ra ngoài kia, những cái đường đi nhẹ, một cái deadline rất là nhẹ nhàng trong cuối năm nay. Và cái mình mong đợi nhất là cái này. Mong đợi nhất là cái này. Thì năm nay đã nở hoa rất là nhiều rồi. Hy vọng trong năm tới thì sẽ còn nhiều hoa hơn. Tại vì có những cái cây đây nó đang phát triển rất là mạnh rồi. Ví dụ những cái cây này, Việt mới trồng được khoảng 6-7 tháng thôi. Và bây giờ nó đã như thế này rồi. Tất cả cây ở đây đều di thực về hết các bạn ạ. Những cái cây đào mây lớn này. Đó, rất là đẹp luôn. Cái màu hồng nhẹ giống một cái đám mây hồng buổi chiều hoàng hôn. Còn màu trắng thì Việt không chơi, tại vì bà con trên này thì kiêng màu trắng. Rất là kiêng màu trắng. Đó, trời ơi, như những đám mây luôn các bạn. Như những đám mây thôi, rất là đẹp. Bất kỳ lúc nào Huyền ơi, bất kỳ lúc nào các bạn có thể đến chơi. Đến chơi, đến tham quan. Wow. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở Tết này nhé. Chúc mọi người chuẩn bị thật tốt, thật vui vẻ và thật nhẹ nhàng để đón Tết. Chứ bây giờ nhiều người có nhiều người nói là ăn Tết hay là để Tết ăn. Mà đúng thật, chúng ta rất là vất vả trong những ngày Tết. Đặc biệt là những người lớn rồi. Có rất là nhiều công việc cần phải làm cho những ngày Tết. Rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Nhưng mà cũng may vì có những ngày Tết đó cho nên cái truyền thống dân tộc này, cái sự gắn kết giữa mọi người nó các bạn cứ tưởng tượng đi, 3 năm mới Tết một lần thì cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình nó sẽ ít đi, đúng không nào? Cho nên cái Tết truyền thống của dân tộc đâu đó nó cũng có những cái lợi, nó có những cái mặt rất là hay để chúng ta gắn kết lại với nhau. Rồi chúc mọi người một mùa xuân thật là đẹp, thật là tuyệt vời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.